Thưa quý vị, nhiều phụ huynh có trẻ nhỏ tại thành phố Vũng Tàu đang chia sẻ với nhau về một câu lạc bộ, một sân chơi thú vị ý nghĩa dành cho trẻ em. Tại đây, trẻ nhỏ và phụ huynh được cùng nhau trải nghiệm trong thế giới đầy màu sắc tuổi thơ và lồng ghép vào đó nhiều bài học ý nghĩa. Chúng ta cùng tìm hiểu về câu lạc bộ này qua phóng sự sau. Đây là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ DIY tại một địa điểm trên đường Ngô Văn Huyền, phường 2, thành phố Vũng Tàu. DIY là viết tắt bằng tiếng Anh của cụm từ Do It Yourself, nghĩa là hãy làm theo cách của bạn. Câu lạc bộ này mới ra đời cuối tháng 7 năm 2022, sinh hoạt định kỳ vào chiều tối thứ Năm và sáng thứ Bảy hàng tuần. Tại mỗi buổi sinh hoạt, hơn chục thành viên là phụ huynh và trẻ em cùng nhau trải nghiệm thực hiện các hoạt động thủ công theo chủ đề hay tìm hiểu kiến thức về lịch sử, sinh vật, động vật, qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm và khám phá năng khiếu của bản thân. Con biết được là loài ốc này đặc biệt là nó sống từ thời của khủng long và số lằn trên nó là biểu thị tuổi tác của nó. Mình muốn các con có thời gian giải trí, vui vẻ và thông qua đó các con học mà không biết mình học đó. Trong cái chơi thì các con sẽ khám phá ra những về kiến thức và nâng được một số cái kỹ năng gì đó. Thế giới tiền sử, thiên hà vũ trụ, đại dương sâu thẳm hay khoa học kỹ thuật, các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề liên tục được sáng tạo đổi mới hàng tuần nên thu hút và lôi cuốn cả phụ huynh lẫn trẻ em tham gia. Qua các buổi sinh hoạt, kỹ năng phối hợp làm việc theo tập thể, nhóm, đặc biệt là khả năng sáng tạo của các thành viên được phát huy tối đa. Tham gia lớp học này thì mình thấy là đối với các bạn thiếu nhi không á, thì các bạn sẽ có hình dung rõ hơn và có thêm cái tư duy sáng tạo, cái khả năng sáng tạo, và đặc biệt là giảng viên, giáo viên hướng dẫn chỉ đưa cho mình những vật dụng, còn cái sắp đặt là tùy theo cái khả năng và cái tư duy của mỗi em. Còn khi mà đứng ở vai trò phụ huynh á, khi mà cùng con làm những cái này á, thì đi tàu khủng long. Khi mà mình được cùng với các con làm này thì cái tình cảm của mình càng gắn kết hơn. Không chỉ rèn luyện sự khéo léo, kỹ năng làm việc nhóm, câu lạc bộ DIY còn chú trọng đến các yếu tố bài học phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ theo tiêu chí Head, Head, Hand và Health, tức tư duy, cảm nhận, khéo tay và lành mạnh, gắn với những bài học ứng xử trong cuộc sống của con trẻ. Phí sinh hoạt câu lạc bộ chỉ đủ để mua màu mực, văn phòng phẩm, vật phẩm phục vụ trải nghiệm, nên cũng tạo điều kiện, động lực để các gia đình đưa con em đến đây thư giãn, chơi mà học, học mà chơi. Con lại thích chủ đề về thiên hà vũ trụ. Qua buổi chơi của cô Khê thì con biết được về những hành tinh, thiên hà vũ trụ và biết được những cái tên của nó. Và ở đó áp suất của nó quỹ đạo như thế nào. Nó luyện cho cái sự khéo léo nè, cái tư duy sáng tạo nè, rồi nó tránh cho trẻ cái thời gian mà tiếp xúc với những cái màn hình mà nhiều cha mẹ mong muốn tìm cái trò chơi đó mà để các con có thể ngồi trong mấy tiếng đồng hồ. Nếu như mà con bị gọi là dì màng ha, rồi bị chê bai, mình nhớ lại cái con ốc anh Vũ này, hiểu không? Mình cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi ha, mình rồi đó nha, không bao giờ gục đầu. Hiện câu lạc bộ DIY đang xây dựng kế hoạch phối hợp với hội phụ huynh các trường cấp 1 và 2, câu lạc bộ đọc sách cùng con tại đường sách Vũng Tàu, đưa mô hình sinh hoạt của câu lạc bộ vào các buổi ngoại khóa nhằm tạo sân chơi trải nghiệm thú vị cho trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.